Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm video này để chia sẻ với các bạn những loại tinh bột nào nên ăn và những loại tinh bột nào không nên ăn. Bây giờ ngoài xã hội có một hiện tượng, hoặc là trên mạng có một hiện tượng này, là người ta rất là sợ tinh bột, hoặc là nhiều người rất là sợ tinh bột. Họ không biết phân biệt là tinh bột nó tốt, tinh bột nó xấu, những cái thứ thực phẩm nào nên từ tinh bột nào nên ăn và những cái thực phẩm nào từ tinh bột mà không nên ăn. Và rất là nhiều những người đã khuyên con người ta là ăn giảm tinh bột, ăn thịt, ăn rau giảm tinh bột để giảm ký, và làm cho rất là nhiều người ăn thịt ngán rồi vẫn cố gắng mà nuốt. Điều đó là gây ra sự ức chế trong ăn uống, là rốt cuộc họ cũng chẳng giảm cân được, rồi cân nặng cũng trở lại bình thường. Hôm nay làm video này để chỉ cho các bạn là những loại tinh bột nào có thể ăn được thoải mái bình thường mà dáng các bạn vẫn gọn vẫn đẹp, những loại tinh bột nó không nên ăn một chút nào, và các hình thức chế biến nào nên ăn, hình thức chế biến nào không nên ăn. Mình là một người có cơ bắp toàn thân, có thân hình sáu múi, cho nên là mình biết rất rõ những cái loại thực phẩm nào, các loại tinh bột nào có thể ăn được thoải mái bình thường không sao cả, mà những cái loại nào không nên ăn một chút nào. Nên mình sẽ chia sẻ với các bạn. Bây giờ mình sẽ nói về các loại tinh bột thức ăn được thoải mái này. Những cái loại thực phẩm này các bạn có thể ăn thoải mái mà không sợ tăng cân tăng ký. Đó là thứ nhất là cơm gạo. Cơm gạo cho bạn nấu, cho gia đình bạn nấu bằng những con gạo chất lượng an toàn. Ví dụ như gạo ST25, ST24, hoặc những gạo thơm lại, thơm sữa, những loại đắt tiền từ 24.000 trở lên, 23.000 trở lên thì ăn bình thường, ăn thoải mái, chứ các bạn ăn được bao nhiêu bạn cứ ăn không sợ tăng ký. Đó, thứ nhất là cơm gạo. Các bạn nên nhớ là cái cơm gạo ấy là thực phẩm chủ yếu người châu Á, nhất là của người Việt Nam. Hồi xưa là người Việt Nam vận động nhiều, lao động nhiều, cho nên một bữa trung bình mỗi người ăn thường 3 bát cơm mà bạn nào cũng đầy, mà có ai bị béo phì đâu, không hề ai bị béo phì hết, cũng chẳng ai bị tiểu đường, họ rất là khỏe, lao động ngục ngục cả ngày chẳng sao cả. Nên bây giờ ấy, cái một một số người ấy theo ảnh hưởng phương Tây, họ cứ khuyên là ăn giảm tinh bột, giảm tinh bột tinh ngầm, là nhiều người cứ tưởng là giảm cơm gạo, cái giảm cái câu nói giảm tinh bột đó, cái bài viết giảm tinh bột đó cứ như là tất cả các loại tinh bột đều giảm hệ xuống ấy, cơm gạo giảm, cái gì cũng giảm xuống, cái điều đó là sai bạn. Cái văn hóa Tây phương họ ăn nhiều thịt, còn văn hóa của những dân tộc châu Á, ví dụ như của Việt Nam ấy, nhất là của Việt Nam ấy, phải ăn nhiều cơm, ăn nhiều cơm không hề gây béo, nhưng nhiều người nghĩ đó là một sai lầm lớn. Ví dụ như mình nhá, ngày nào ăn 3 bữa cơm là chủ yếu, buổi trưa bao giờ mình ăn 2 cơm, buổi tối 2 cơm, và buổi sáng là thường một mình ăn bánh mì đặc ruột, hai là mình ăn một gói xôi, và gói xôi cũng to đấy các bạn nhá, hoặc là mình ăn bát phở hoặc một đĩa bánh cuốn. Mình đâu có béo đâu, mình người mình gầy lắm, cơ bắp mình tập thể thao nhiều mà cơ bắp mình toàn thân. Cho nên thứ nhất là các bạn phải ăn cơm gạo là chủ đạo, và cơm gạo nó không hề béo một tí nào. Thứ hai là các bạn có thể ăn xôi, các loại xôi, xôi khúc, xôi đậu xanh, xôi đậu đen, xôi gấc, xôi lạc, các bạn có thể ăn. Thứ ba là các loại bánh mì chất lượng cao, bánh mì lạc ruột. Ăn bánh mì các bạn lại ăn bánh mì lọc ruột này các bạn, không nên ăn bánh mì rỗng xốp, rỗng xốp nó cho nhiều bột đỏ lắm, ăn không tốt. Bánh mì lọc ruột chỉ có bánh mì và men thôi, ủ kiểu truyền thống các bạn, bây giờ người ta cho vào lò sấy rồi thì nên ăn lại bánh mì đó. Và các bạn lưu ý là cái bánh mì nó có rất là nhiều loại, các bạn phải lựa là cái loại nào chất lượng an toàn để các bạn ăn. Mình lấy ví dụ nữa, ở ở Nam Định có các loại bánh mì Ba Lan rất là nổi tiếng, ăn rất là ngon. Ở Sài Gòn thì có cơ sở ở trong Anna Market bán các loại mì, bánh mì rất là chất lượng, các loại để ăn ăn vô thì không hề sợ hến gì cả, vẫn tốt cho sức khỏe và dáng vẫn giữ được nguyên. Bây giờ mình nói kỹ lên cái bánh mì cho bạn hiểu này, là cái bánh mì mình ăn ấy, hoặc là bánh cái bánh mì mình vừa kể cho các bạn, thường thường ấy nếu mà để ra ngoài họ nó không qua chất bảo quản, để ra ngoài trời nắng khoảng 3 4 ngày là nó thiu rồi, để trong tủ lạnh chỉ được 7 ngày đến 10 ngày thôi, mùa đông thì cũng chỉ để được 2 tuần thôi.
nước bánh thì không cho chất bảo quản thì như thế. Anh bánh mì ấy thì các bạn nên ăn cái loại không quá chất bảo quản thì nó mới tốt. Đó là những cái loại bánh mì là ăn hàng ngày và chất lượng. Còn để tí nữa cái loại bánh mì có loại không không nên ăn thì sẽ kể sau. Thứ hai đến là đấy là cơm gạo là một, bánh mì là hai, xôi là ba. Các loại món ăn thì tinh bột các bạn nên ăn đấy là phở là một này, hủ tiếu là hai này, mì quảng là ba này, bún bò là bốn này, bánh canh là năm này, và miến là sáu này. Đấy là những cái loại thực phẩm chế biến thì cơm gạo, miến thì rong thôi. Còn những cái thứ thực phẩm kia là những món ăn kia đều chế biến thành phần chủ yếu là cơm, là từ gạo. Và ăn cái đấy một ngày thì có thể là ăn sáng, và thì bây giờ nhiều người bận rộn quá có thể ăn món đấy vào ăn tối, thì ăn cái đấy tuần khoảng 3 4 bữa cũng không sao cả, có thể ăn bình thường, bạn đừng sợ đến cái thứ đó. Điều nữa là mình muốn nói cho các bạn này, đấy là những cái thứ chế món ăn chế biến từ cơm gạo từ tinh bột các bạn sẽ ăn thoải mái không sao cả, và vẫn rất là tốt cho sức khỏe nếu muốn ăn đến chất lượng, và những cái quán đấy chất lượng ăn ăn bình thường. Một vấn đề nữa mình nói với các bạn là cái trong ẩm thực Việt Nam ấy có rất nhiều món ăn từ từ tinh bột. Bây giờ một món nữa là bánh chưng. Bánh chưng thì các bạn có thể ăn một tuần khoảng 2 đến 3 bữa, và nhưng mà bánh chưng ấy thì không nên ăn hàng ngày, không nên ăn nhiều quá. Bánh chưng thì thỉnh thoảng tiểu tuần chỉ ăn một đến hai lần thôi, mà bánh chưng hồi xưa thường ăn vào dịp Tết, bây giờ là có quanh năm. Các bạn nào gầy thì còn ăn bánh chưng thoải mái không sao hết, có tuần ăn 3 4 lần chẳng cũng được. Nhưng mà bạn nào mà đã cân nặng nó chậm rồi hoặc hơi mập mập một chút thì nên hạn chế, vì một số người ấy qua dịp Tết đã ăn nhiều bánh chưng thì nó cũng tăng ký nhanh lắm. Cho nên là các bạn nào gầy ấy, thừa thiếu cân ấy thì ăn bánh chưng thoải mái, còn bạn nào nó cân nặng chuẩn rồi thì ăn hạn chế lại, còn bạn nào thừa cân nữa thì không nên ăn. Đó là những món cổ truyền của Việt Nam, trong phong tục Việt Nam. Đến các loại tinh bột các bạn có thể ăn thoải mái không sợ béo. Bây giờ tinh bột nó cũng trừu tượng lắm, người ta nói chung chung như thế thôi, thực ra họ cũng vơ lũa cả nắm. Và bây giờ những món này cũng thuộc dạng tinh bột nữa nè, ngô khoai sắn từ hồi xưa ấy là cái là người nghèo họ hay ăn các bạn, người nghèo hồi xưa họ hay ăn ngô khoai sắn. Những nhà nghèo ấy họ thường nấu cơm họ đừng độn khoai độn sắn vô, thì hồi xưa họ nghèo họ lao động mà, cho nên những cái thứ đấy nó rẻ lắm, cho nên là họ độn vào cơm họ ăn. Những năm mất mát mùa màng thất bát ấy thường độn ngô khoai sắn, nhưng bây giờ ấy cái thứ đấy nó cũng thừa mứa rồi các bạn. Nhưng mà cái ngô khoai sắn ấy thì ăn món ăn phụ để ăn chơi được các bạn, chứ không không nên thay món ăn chính các bạn. Bây giờ nhiều người ấy, ăn 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 khoai để giảm ký khổ. Bây giờ là món ăn của người nghèo, bây giờ nhiều người có tiền có của, mà nhiều người là thu nhập cao 50 triệu 100 triệu một tháng ăn ngô khoai sắn, ăn khoai để giảm ký. Như thế ăn khoai để giảm ký thì chỉ một tuần sẽ ăn 2 lần thôi, không nên ăn hàng ngày. Vì nếu mà các bạn ăn ngô khoai sắn đấy thì cũng không đảm bảo dinh dưỡng đâu, và mà nhất là ngô khoai sắn bây giờ các bạn phải lựa được cái loại trồng, người ta trồng hữu cơ trồng chất lượng, chứ người ta trồng trồng kiểu năng suất tăng phọt lên ấy thì ăn cũng không tốt một tí nào. Mình lưu ý các bạn như thế, ăn ngô khoai sắn chỉ bữa phụ thôi, hoặc là tuần ăn 1 2 lần thôi, không nên ăn thường xuyên hàng ngày. Vì mình cũng là một trong một thời gian ăn ngô khoai sắn hàng ngày mà mình cảm nhận được rõ lắm, cũng không tốt một tí nào, sức khỏe chẳng tăng được cái gì hết. Đó là về tinh bột, những cái loại thực phẩm ra tinh bột tốt các bạn sẽ ăn bình thường, ăn thoải mái vẫn giữ được dáng. Bây giờ đến các loại tinh bột là có thể dễ tăng cân tăng ký này, bây giờ mình nói cho các bạn biết này. Các loại ấy, bây giờ những cái loại này dễ tăng ký này là những cái loại thực phẩm từ tinh bột chế biến sẵn, ăn điền rất dễ tăng ký và làm xấu dáng này. Thứ nhất là bim bim,
tí bim này, sắn nách này đó. Thứ hai làm những cái loại bánh mì này, hoặc là các loại bánh bích quy này, bánh bông lan này, nó chứa thành phần đường bột mì là chủ yếu mà đó. Các loại bánh đẹp mỹ miều bán trong siêu thị nữa, thành phần bột mì và đường là chủ yếu, với lại sò hốt tinh rồi bán chất bảo quản, chất điều vị rồi đủ các chất nọ chất kia, cái thứ đấy không nên ăn các bạn. Cái loại bánh này chế biến sẵn này, thực phẩm ăn sẵn ở liền là không nên ăn một tí nào vì nó rất dễ làm xấu dáng. Những cái loại như là loại bánh mì này có thể bảo quản được 6 tháng 1 năm này, không nên ăn một tí nào. Và cái loại bây giờ mình đã quan sát đấy, nhiều bạn dáng xấu là cứ vào siêu thị mua những cái loại bánh mì, đủ các loại bánh mì rồi các loại bánh này, rồi các loại thực phẩm chế biến sẵn sẵn liền mà về để ăn những cái thứ đấy. Những cái thứ đấy là mình quan sát cái mấy cái dáng mấy các bạn rồi, không được đẹp, người cứ phì phì đâu, mà các bạn này rất là khó giảm ký. Và những cái loại thực phẩm chế biến sẵn ăn sẵn liền này nó đánh vào cái tâm lý là lười biếng của các bạn, nó đánh vào cái tâm lý lười biếng của ngại nấu nướng của các bạn. Và tất cả những người không biết nấu nướng, ngại nấu nướng cứ ăn thực phẩm chế biến sẵn rồi, hoặc là ra ngoài quán ăn mà ngu đần vì dinh dưỡng, mình nói thẳng là ngu đần vì dinh dưỡng, ngu dốt vì dinh dưỡng ấy, thì dáng dễ bị xấu lắm. Có tập mấy thì tập tập kiểu gì chăng nữa thì dáng vẫn xấu vì không biết lựa chọn thực phẩm đó. Và mình là một người kinh nghiệm 20 năm rồi, mình đã tìm đủ mọi đường đủ mọi cách để mình phục hồi sức khỏe, mình giữ dáng rồi, tôi đã biết rất rõ các loại nào nên ăn và loại nào không nên ăn. Hôm nay mình làm video là chia sẻ các bạn, bây giờ mình nói thêm nữa này, bây giờ thời đại công nghiệp các bạn phải lựa chọn những cái loại thực phẩm nào, biết lựa chọn các loại thực phẩm nào có thể nhanh tiện nhưng mà giữ cái dáng vẫn giữ được. Đây là mình kể cho cho các bạn một số thực phẩm các bạn có thể lựa chọn để các bạn lựa này. Các bạn mua thực phẩm bán sẵn liền đấy, buổi sáng ấy thì các bạn có thể mua mì tôm không phải có loại 3.000 mà mì tôm ít nhất là loại 8.000 một gói, 10.000, 20.000 càng tốt. Ăn cái loại đấy nó mới đảm bảo. Nói chung là mì tôm có loại cao cấp các bạn. Đó thứ nhất, hai có loại bánh đa khô về các bạn tự tay các bạn chế biến. Các bạn mấy cái loại được cũng được. Bánh đa này, miến khô này, mì tôm này, có loại phở. Và có về các bạn nấu với thịt với rau. Cái đấy ăn cũng được nhưng một tuần chỉ nên ăn 2-3 buổi thôi, còn nếu bận quá thì còn ăn được. Còn tốt nhất vẫn là phải ăn cơm với lại rau với lại thịt cá, cơm gạo mới là chủ đạo. Ăn những bữa cơm truyền thống, các bữa cơm truyền thống của dân tộc Việt Nam thì hồi xưa ba chồng có cơm rau và thịt cá thì là phụ thôi, thì ăn như thế mà những người lấy năm những thập niên 70, 80, 90 các bạn nhìn xem các bức ảnh của những người hồi xưa ở miền Nam nhá, dáng mọi người rất là đẹp, rất là gọn. Đến năm 2004 khi phần lớn người dân đều ăn uống theo những gì những hồi đấy là tư ấy, hầu năm năm 2000 2003 là tư, thì các bạn xem các video làn sóng xanh ấy, video làn sóng xanh ấy, các bạn thấy người dân phần lớn vẫn gọn, dáng vẫn đẹp không? Vì đấy phần lớn mọi người đều nấu ăn, đều nấu nướng, ăn những món ăn tự tay mình chế biến. Cái dáng phần lớn mọi người đều đẹp cả, ăn thực phẩm tươi ngon, hầu hết thực phẩm còn lành đó, thì dáng mọi người vẫn đẹp. Nếu mà chị người nào chịu bỏ thể thao thì dáng đẹp lắm. Và mình nói với bạn như thế, thế là tốt không gì bằng tự tay nấu nướng, tự tay chế biến, ăn thực phẩm truyền thống, bữa cơm truyền thống, ăn theo, nói thẳng ra là ăn theo 100 năm trước, không có đá, không có thực phẩm chế biến sẵn ăn liền đấy, ăn sẵn đấy. Ăn những thực phẩm hữu cơ ấy, cộng thêm với thể thao, ngủ sớm dậy sớm ấy, thì dáng mới chuẩn, mới giữ được lâu bền. Đó là điều mình muốn nói chia sẻ các bạn. Video này là hết rồi. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại.